Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề hộ chiếu và visa du học Nhật. Mình biết rằng là đối với rất nhiều người thì đây là chủ đề không có gì là xa lạ hết, nhưng với một số bạn trẻ thì mình nghĩ rằng đây là hai khái niệm hơi không quen cho lắm và mình hy vọng rằng video của mình hữu ích đối với các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ định nghĩa ngắn gọn hai khái niệm trên. Hộ chiếu là một cái giấy phép mà chính phủ Việt Nam cấp cho người Việt Nam để chúng ta có thể đi ra khỏi đất nước mình hoặc là trở về đất nước mình. Trong khi đó thì visa là một cái giấy phép được cấp bởi nước khác để chúng ta có thể đặt chân lên đất nước của họ. Các bạn có thể hình dung đơn giản như thế này. Khi mà mình đi du học Nhật thì hộ chiếu là cái cho phép mình bước ra khỏi đất nước Việt Nam đi lên máy bay và visa là cái cho phép mình rời khỏi máy bay đó và bước vào đất nước Nhật. Và hộ chiếu là một cái quyển sổ. Với hộ chiếu ở Việt Nam thì đó là một cái quyển sổ màu xanh lá sẫm. Và visa thì nó không phải là một tờ giấy nào hết, nó là một cái con dấu đóng vào bên trong quyển sổ của chúng ta. Thì quyển sổ hộ chiếu nó trông như thế này. Đây là trang đầu tiên của hộ chiếu. Và đây là trang thứ hai chứa thông tin của chúng ta. Và bên trong thì nó có rất là nhiều tờ trống để có thể đóng visa của nhiều nước lên. Thì khi mà đóng visa của nước Nhật thì trông nó như thế này. Và các bạn nên phân biệt là khác với các nước Anh, Mỹ, Úc thì khi chúng ta xin visa đi du học thì chúng ta phải phỏng vấn để xin visa. Trong khi đó thì đi du học Nhật chúng ta không cần phải phỏng vấn mà chúng ta phải xin một tờ giấy khác quan trọng hơn, đó là giấy COE. Giấy COE là giấy chứng nhận tư cách tạm trú ở Nhật mà mình đã nhắc đến ở một video trước. Thì sau khi mà chúng ta có đủ điều kiện để lấy được giấy này, ở Nhật sẽ gửi về Việt Nam cho chúng ta và chúng ta chỉ việc đem cái giấy này ra lãnh sự quán và đổi thành visa, không cần phải phỏng vấn gì hết và thủ tục rất là đơn giản. Và cái hình thù của tờ giấy COE nó như thế này đây. Vậy là mình đã sơ lược qua định nghĩa của visa, hộ chiếu và COE. Hy vọng là video này hữu ích đối với các bạn. Và nếu như các bạn muốn biết thêm về thủ tục làm sao để nhận được giấy COE và chuyển thành visa như thế nào, thì hãy đón xem video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.